Xin chào các bạn, nắng Sài Gòn đang di chuyển ở đường Bùi Hữu Nghĩa, ở khu vực chợ Bà Chiểu. Lúc này chỉ mới hơn 5 giờ sáng, vẫn còn khu vực chợ Bà Chiểu vẫn còn đang họp chợ đêm. Nơi đây là nơi phân phối các mặt hàng rau củ quả tươi sống và thực phẩm tươi sống đến các chợ khác, các đại lý, các tiểu thương, các chợ khác. Thì chợ này hoạt động từ rất sớm các bạn ha, gần như là hoạt động cả đêm để phân phối hàng hóa. Và lúc này thì khu vực chợ cũng đã gần sáng, thì đã gần như là đã sắp tan chợ. Thì đến sáng thì các hàng chợ sĩ sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ để trả lại mặt bằng lối đi cho con đường Bùi Hữu Nghĩa bên hông chợ Bà Chiểu nha. Các hoạt động buôn bán về đêm đến lúc này thì vẫn còn vương lại những cái vết rác, những cái nước thực phẩm, cho nên là cái đường đi vẫn còn rất lầy lội. Thì khi di chuyển qua đây thì bắt buộc là người lái xe phải di chuyển hết sức cẩn thận để tránh bị trượt ngã. Những người tham gia buôn bán ở khu vực chợ về đêm như thế này thì thật sự là rất là vất vả, khi họ phải thức từ rất là sáng sớm. Và cũng như là bình thường thì mọi người cũng có thể nghĩ rằng là làm về đêm thì ban ngày có thể là nghỉ bù. Tuy nhiên rằng khi vào ban ngày thì có thể là khu ở của họ khá ồn ào, hoặc là lại bận vào những công việc khác và họ cần giải quyết, thì thành ra là có những việc nghỉ ngơi sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là việc làm việc về đêm như thế này thì ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe nha. Và phía trước là ngã tư với đường Bạch Đằng và Phan Đăng Lưu, đã kết thúc cái con đường Bùi Hữu Nghĩa này, khu vực họp chợ đêm của chợ Bà Chiểu. Nắng Sài Gòn xin chào các bạn. Sáng sớm nay lúc này đang là 6 giờ rưỡi sáng tại khu vực công viên ở đường Phan Đăng Lưu. Trước mặt các bạn là một nhóm các cô bác đang đánh cầu lông, với mỗi bên là 3 người nha. Đây là theo mình hay gọi là cầu lông thể dục ha, sẽ là mỗi bên 3 người. Đây là nhóm cô bác, hai cô bác đang đánh với nhau. Công viên này có một cái diện tích vừa phải, theo mình thấy thì bề ngang khoảng 40m, 50m, bề sâu thì cũng khoảng 100m. Thì khá là nhỏ ha, cho nên là cảm giác khi vào đây thì mọi người rất là đông vui. Và theo mình nhận xét thì công viên này các cô bác mở nhạc khá là trật tự, không quá lớn. Như gần nhà mình thì có công viên Lê Văn Tám thì các cô bác chơi nhạc hơi bị sung. Ở đây thì ok, cảm giác ở đây trong buổi sáng sớm thì rất là an lành. Công viên này bốn hướng xung quanh là các nhà dân san sát, cho nên là mình nghĩ là vì thế mà âm thanh ở đây mở cũng vừa đủ nghe thôi. Ở phía giữa công viên có một cái khu vực mình nhìn thấy giống như là một cái quán cà phê vậy. Ở giữa đây có một thác nước ha. B
bên đây có một nhóm cô bác đang mặc đồng phục và có những cái động tác thể dục và theo nhạc ha. Thời gian gần đây thì mình cũng nhận thấy là tinh thần thể dục thể thao của mọi người cũng khá là tốt so với những năm trước, khi mà phong trào tập gym, tập thể hình ở các trung tâm gym thể hình phát triển mạnh. Tuy nhiên trong tình hình dịch này thì các phòng gym phải đóng cửa, đó là một điều khá là đáng tiếc. Và mình mong rằng sẽ các phòng gym sẽ sớm được mở cửa, hoặc có những cái hình thức phục vụ thế nào để có thể phù hợp với tình hình mới. Vì các phòng gym thì sẽ đa số là hoạt động trong môi trường máy lạnh, và cũng như khoảng cách giữa những cái người tập với nhau là khá gần, cho nên là đã nằm trong cái nhóm có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, cho nên là chính quyền trong những cái đợt dịch thì sẽ yêu cầu đóng cửa, cùng với các dịch vụ khác như là massage vũ trường, bar, các nhà hàng quán ăn có số lượng khách đông. Thì mình nghĩ rằng nếu mà những cái trung tâm tập thể hình, tập gym có một cái phương án tổ chức khác, thì mình nghĩ rằng, hy vọng rằng trong những cái đợt dịch nếu có xảy ra thì sẽ không phải bị đóng cửa giống như những đợt vừa rồi. Vì đây là những cái hình thức đảm bảo sức khỏe cho mọi người, nâng cao thể lực, thể trạng, cũng như là khi mà có sức khỏe tốt thì sức đề kháng cũng tăng lên. Và cũng nhân đây, trong một cái không khí tập thể dục buổi sáng này thì mình cũng chúc mọi người xem kênh Nắng Sài Gòn có được nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Và hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần, mình cũng xin chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ nha. Mình xin cảm ơn quý vị đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.